Rồi thì ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Khoa DK đây. Thì rất vui được gặp lại anh em trong video lần này. Thì cái video lần này thì thay vì làm mấy cái skill như mọi lần hướng dẫn làm cái tay cầm chẳng hạn, thì ở video này mình sẽ làm một cái gọi là chia sẻ video về cái mục đích đại loại giống như là mình cũng định làm rồi. Thì có nhiều anh em chưa biết về handicap, có nhiều anh em biết rồi nhưng không biết làm thế nào có thể khắc phục được cái vấn nạn này ở trong dòng game FIFA. Thì thực tế cái handicap này nó tồn tại ở trên cả FIFA truyền thống lẫn FIFA Online 4. Và hiện tại đấy thì cái handicap thì nó vẫn tồn tại thường xuyên thôi. Trong những trận anh em thăng hạng, hoặc là đôi khi nó làm nó không thể ghi được bàn, chuyền ngu, hoặc là dứt điểm ra ngoài, hoặc là toàn cột với xà, đấy loại là như thế. Thì cái chia sẻ của mình ở đây là gì? Thì mình muốn chia sẻ anh em là làm thế nào có thể hạn chế tối thiểu cái handicap khi mà chúng ta chơi FIFA là 4. Thì rồi, bắt đầu intro nhé. Thì như đầu clip mình đã nói, thì cái vấn nạn handicap ấy, nó tồn tại từ FIFA truyền thống đến cả FIFA Online 4, thậm chí các dòng FIFA Online đời cũ nữa. Thì vậy tóm lại làm thế nào để có thể khắc phục cái vấn đề handicap? Thì trước tiên anh em cần phải hiểu là handicap là như thế nào. Nó khiến cho cầu thủ ra ngu đi, chuyển ngu và sút ngu. Đội bạn thì sút vớ vẩn cũng vào, và chúng ta cố gắng dứt điểm ra sao thì cũng không hề được. Và đôi khi là nó là những thứ mà chúng ta có muốn cũng khó thì cơ mà khắc phục được. Kiểu như anh em đang thăng hạng chẳng hạn, hay là rất là cay cú khi gặp vấn đề handicap, thì nó làm chúng ta bị tụt chuỗi, trụ hạng và chỉ còn một trận nữa thôi, nó có thể lên được rồi. Nhưng không, một trận đấy nó phải kéo dài của anh em thêm rất nhiều trận khác nữa, rất mất thời gian. Thì ok, thì cái cách của mình ở đây mình muốn chia sẻ anh em về cái cách mình hạn chế handicap như thế nào. Thì mình chia sẻ theo kiểu gọi là khách quan thôi, nó cũng không hẳn đúng lắm nhưng là nó khá là hữu ích một phần nào đó. Nếu anh em có thể áp dụng thử thì anh em nên áp dụng. Tức là như thế này, chúng ta thường nếu rank bằng đá tay thì nó sẽ có trận xếp hạng như thế này chẳng hạn, đúng không? Thì những cái bản cập nhật gần đây thì chúng ta đã có thêm cái phong độ cầu thủ rồi, thì anh em có thể theo dõi ở đây và thay cho anh hay cầu thủ anh em một cách phù hợp. Tuy nhiên thì đôi khi nó, kể cả anh thì em có thay vào đi nữa, nó cũng bị một cái gì đấy gọi là cái sự ì khi mà anh em thăng hạng đó. Ngoài việc anh em cố gắng đá chắc tay đi chăng nữa thì nó khá là khó khăn trong việc điều khiển cầu thủ, hoặc là đôi khi anh em cố gắng dứt điểm nhưng đều không thành và đối phương chỉ cần một chạm mà có thể ghi bàn. Thì khi mà chúng ta đang thăng hạng ấy, thì cách mà mình chia sẻ ở đây đó là gì? Thứ nhất là anh em đổi cho mình đội hình, anh em build cho mình tầm 3 đội hình chẳng hạn, ví dụ như này. Ở đây thì mình build 2 thôi, còn một cái nữa thì mình sẽ chia sẻ sau. Thông thường thì mình đá cái team này, team cộng 5, cộng 3 và cộng 7, cộng 8. Đấy là lại team không liên quan team KL gì hết, chỉ có team KL bạc và team KL đồng. Đấy, tóm lại là như thế. Thì mình lên bằng cái danh này khi mà mình đang chuẩn bị thăng hạng. Team Bayern. Còn nếu mà mình chuyển qua team Bayern rồi mà nó vẫn không thay đổi gì hết, thì cái cách mình cố gắng khắc phục thì không đúng lắm, gọi là hạn chế cái handicap là gì. Đây anh em có thể thấy cái team này của mình, đây là team mình xây đúng theo kiểu đá giả lập xếp hạng đó. Khi mà cái thằng fan này nó đang tăng lên mức màu đất nhiệt tình ấy, tức là mức màu xanh ấy, thì theo kinh nghiệm của mình anh em nên thử tham khảo nhé, chuyện qua giả lập xếp hạng cho mình, anh em để cho cái chuỗi đá của nó thua hết cho mình. Thường ấy, khi mà anh chuẩn bị thăng hạng, mặt nó đang xanh ấy, anh em chuyển sang giả lập xếp hạng, anh em treo tầm cho mình tầm 10 trận, anh em sẽ thử biết xem cái trận thắng của anh em sẽ nào. Thường ấy, theo mình nhá, mình thay quan sát cái nick của mình rồi, mình một cái nick khác nữa cơ, thì đá nó đến tầm khi mà chúng ta đá tay mà tầm chuẩn bị thăng hạng mà chuyển qua giả lập xếp hạng, những cái chuỗi thua ấy nó sẽ dồn dập vào cái giả lập xếp hạng đó. Ví dụ như thế này, đấy, ví dụ như này, đó, thua liên tục đó, mặc dù điểm rất là dễ, không thể thắng nổi luôn. Đấy, treo ở một mức vừa tầm mà theo anh em thấy có thể xả cái handicap đi rồi, thì em quay trở lại giả xếp hạng cho mình, đá tiếp
đó anh em sẽ có thể, anh em có thể thấy được cái chia sẻ kinh nghiệm như nào. Nếu nó không thành công, ok, thì anh em có thể tham khảo thử thôi, vì cái đây là cái chia sẻ khách quan mà. Còn với mình thì mình thấy nó rất là hữu ích, tức là mình đang leo rank, thậm chí mình leo gần đến thang hạng rồi, mình quyết, anh em nhiều lúc đang leo rank mà nó rất là hứng luôn, muốn leo tiếp, đá tiếp để hành hạ đối thủ. Nhưng khi đấy mới là cái mà lúc mà cái handicap nó xuất hiện, nó khiến chúng ta, nó giống như kiểu tạo ra sự cân bằng cho game ấy, đại loại vậy. Thì những lúc như thế chúng ta nên tận dụng cái giải lập xếp hạng, xả handicap. Theo mình nó là như thế. Thì cái chia sẻ của mình thực ra thì mình thấy nó khá là hữu ích với mình trong việc mình leo rank. Các mùa thường mình ít khi phải trụ hạng lắm, và ít khi mình phải chịu handicap lắm, bởi vì mình cố gắng chia sẻ cái handicap đấy qua cái giải xếp hạng rồi, nên là nó một phần thì nó phù hợp với mình vì mình có thời gian treo. Còn các bạn nếu mà không phù hợp thì các bạn, mình nghĩ là khi mà các bạn đang thăng hạng ấy, còn một cách khác nữa thì các bạn nên chuyển qua đá giao hữu đó. Đây này, một phần nào đấy thì nó sẽ giúp được cầu thủ anh em bớt được handicap, nhưng mà mình thấy bớt được nhiều nhất thì cơ vác nó sang vào giải lập xếp hạng là hữu ích nhất, được chưa? Đó là cái chia sẻ của mình về cái việc leo rank mà hạn chế handicap tối thiểu. Còn anh em có thể thành công hay không thì hy vọng rằng chia sẻ của mình sẽ có tí hữu ích nào đấy. Rồi thì ok, video của mình thì chỉ làm đến đây. Nếu thấy thích hãy để lại cho mình một like và một sub để mình có thêm động lực tiếp video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.